cho bóc min đéo cần rồi đi hả min à dạ để chưa đây. 6 bánh heroin cùng một khẩu súng ngắn có 5 viên đạn là tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2019 trong cốp xe máy của nghi phạm Hoàng Ngọc Tân, 28 tuổi, ở thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện trường vụ việc tại quốc lộ 8A đoạn qua địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ khu vực biên giới Lào-Việt vào nội địa để tiêu thụ. Để có được kết quả này, trước đó lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện phá chuyên án 489L.